giờ này mà còn hai đứa con gái nữa ngoài ngoài đó là học về Justin quá dữ dội. Con tinh thần học tập như vậy là tốt, sớm muộn thì cũng sẽ giỏi thôi, cho nên ta nói biết cái gì học là không có giờ là quá muộn cả. Cố gắng nha con. Thôi thôi, đứa nào mày gửi à? Rồi, để cho mày gửi cho mày học đi con. Xinh đẹp đứng phù lưu như vậy mà vẫn không nhìn thấy. Ở mà sẵn đây chú giới thiệu luôn, đây là bé Joy Diệt Kiều Mỹ. Vào đây, về đây thăm chú sẵn tiện cùng với chú phát triển một số phương pháp dạy tiếng Anh. Được chưa? Ra đi con. Trời ơi, Joy ơi, Joy ơi, mốt á con làm gì chú kia con đi ra con đi thôi con làm vậy sập cái chỗ chú dạy hết con biết không, sập sập rồi thì mình thôi. Rồi bây giờ anh về qua đi học đúng không? Dạ. Muốn hỏi cái gì hỏi đi. Vô đây chú. Chú gì? Tại con tính hỏi mấy câu hỏi thông dụng á mà con không biết hỏi người ta làm sao á. Không có phản xạ đúng không? Đúng rồi chú. Con cũng vậy luôn. Dạ. Lúc gặp ta cũng quên không biết cách hỏi tiếng Anh trong tiếng Anh sao chú. À. Thật ra tụi con muốn có phản xạ thì phải có luyện tập. Phản xạ từ đâu mà ra? Phản xạ từ luyện tập mà ra không? Chứ không có thuốc tiên, không có phù phiếm được. Ok, tuy nhiên chúng ta có bí quyết bài tập và phương pháp. Chưa? Và chú hôm nay chú xin chỉ cho tụi con cái bí quyết là nhớ luyện mọi ngày. Mỗi ngày nha, sau một tuần lễ là nắm luôn. Được chưa? Nè, coi nè. Con xem chú ơi, chọn thằng gì chuyện ghê. Năm học quá không? Đây, đây là 6 cái thằng quan trọng để học. 1, 2, 4, 5, 6. Tiếng Anh tập kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ghê quá chú ơi. Ghê không? Nè, coi cho chú nha. Vậy, vậy. Thấy chưa con? Mày mù mày thấy không? Chú kỳ. À, thôi, nhớ nha. Đây vô rồi. Con dạ, dạ. Nhớ coi kỹ nha. Bây giờ mấy đứa ra kia coi cho chú 5 phút. Rồi một chút nữa mà thắc mắc cái gì 5 phút sau hỏi lại chú chỉ cho kỹ lưỡng. Rồi về nhà luyện tập một tuần lễ là xong. Nghe chưa? Dạ. Rồi đi coi bay, đi coi 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 coi. Được. Tụi bay có lịch sự quá. Đi chú. Quên. Cảm ơn chú. Được. Chú xin qua. Thôi quên, nó không có nói nữa rồi. Chú dẫn qua. Rồi luyện tập nha. Dạ. Sao rồi, mấy đứa chuẩn bị chưa? Yes. Thần chú, 6 từ hỏi cơ bản bắt đầu. What, who, where, when, why, how? How much money, how far? What, who, where, when, why, how? How old, how deep, how long? What, who, where, when, why, how? How tall, how big, how strong? What, who, where, when, why, how? How where, how fast, how not? What, who, where, when, why, how? What kind, what type, what color? What, who, where, when, why, how? What for, what for, what for? What, who, where, when, why, how? Which one, which girl? What, who, where, when, why, how? Who's girl, who's smart, who's how?
One, two, three. What who wear?